Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay tôi về quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trong khi đi dạo chơi và thăm một số nhà vườn chuyên dòng bonsai mini. Và tới đây tôi thấy các anh đang tổ chức một cái sự kiện rất là vui. Ghé vào để thăm các anh và có cái chia sẻ xem là cái thu hút một số anh em lớp trẻ chơi những dòng bonsai mini để bàn rất là tuyệt vời trong khu vực nội thành Hà Nội. Vâng, xin chào các anh nhá. Ừ, chú Đỗ Sinh à? Chào Huy. Uống chén nước ngắm cây bọn cháu với. Vâng, xin chào các anh. Ơi, mời chú đây, mời chú đây. Rồi. Vâng, xin chào các anh nhá. Ôi trời, các anh làm cái sự kiện thì hoành tráng quá nhỉ. Toàn dòng mini mà toàn những cây đã sàng lọc, đã tuyển chọn rất tinh mịn này. Mà thấp thoáng tôi thấy có cả một số những cái tác phẩm là hàng nhập khẩu thì phải. Hàng Nhật rồi, đúng hàng Nhật rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát một cái không khí chung, một cái buổi trưng bày nho nhỏ mà các anh có một cái nhóm chơi. Đó là giao lưu chia sẻ cây cảnh bonsai. Bonsai Garden. Vâng. Rất là thú vị và đặc biệt ở cái dòng chữ này. Vườn bonsai này sinh ra là dành cho anh em mê cây. Vâng, mê cây nhá, chứ không phải yêu cây nhá. Mê hẳn luôn đấy. Mê mệt luôn đấy. Đấy. Và đây là cái trang Facebook để chúng ta có thể vào chia sẻ qua Facebook. Và các cái thành viên chúng tôi cũng rất là cảm thấy rất tâm đắc, bởi vì đây là 6 khuôn mặt rất trẻ trung. Đấy. Đó là Phiêu Du Bonsai, người sáng tạo, sáng lập Chiếm Bonsai, ban tổ chức. Anh Phạm Quang Đại, ban tổ chức. Quý Cây Nhật, người sáng lập. Phạm Thanh Tùng, người sáng lập. Và Hoàng Đinh Mạnh à? Hoàng Đinh Mạnh, em Đinh Mạnh anh. Hoàng Đinh Mạnh, ban tổ chức. Được tổ chức 14 giờ, tức là 2 giờ chiều ngày mùng 6 tháng 8 2023 tại chung cư Đại Kim số 161 Trần Hòa, Hoàng Mai, Hà Nội. Và đây là số điện thoại của các anh trong ban tổ chức để chúng ta tiện việc giao lưu này. Hay quá, rất tuyệt vời. Một cái khâu tổ chức rất nhỏ nhỏ thôi. Với một cuốn video đầu tiên, Đỗ Sinh sẽ gửi đến anh em cái hình ảnh tổng thể trong cái buổi ngày hôm nay. Và chúng ta cùng nhau đi lướt qua tất cả những cái hình ảnh, những cái tác phẩm có mặt ở ngày hôm nay. Sau đó cuốn sau chúng tôi sẽ chi tiết từng tác phẩm một để chúng ta được thưởng thức. Chất lượng rất tốt các bạn. Vâng. Đối với Đỗ Sinh hôm nay về đây tham gia với các anh trong cái buổi chia sẻ này, có rất nhiều các cái khuôn mặt thân quen, đã có cái thời gian gắn bó với cây cảnh bonsai mini Hà Nội. Các cái nhà vườn mà Đỗ Sinh đã từng đến thăm với cái khoảng thời gian từ 5-6 năm trở về trước, và thường xuyên sau này đã đồng hành cùng với kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Và đây cũng là cái mô hình dạo đầu để sau này khi Đỗ Sinh đón xuân 2024 tại Thái Hà, Hà Nội, chúng tôi sẽ làm một cái mô hình bonsai sân thượng và giao lưu hàng tháng với một cái ý tưởng là xây dựng những cái tác phẩm bonsai cà phê, bonsai bàn trà, bonsai sân thượng để các bác đến giao lưu hàng tháng tại trung tâm phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Vâng, chào anh Quý Cây Nhật. Chào chú Đỗ Sinh nhá. Rồi. Anh Quý đi ngắm đi. Anh Quý Cây Nhật cũng là những cái nhà vườn mà có bề dày về những cây nhập ngoại rất lâu rồi.
Vâng, chúng ta cùng nhau đi lướt qua cái không gian chung. Đẹp không bác ơi? Bác ngắm những cái cây nho thấy sướng không? Cây nho vâng, quên rất là hấp dẫn. Vứt nhà rồi, thế chết rồi. Chú đây cho cây xuống lên đi, chạy xong lên thì còn chú chạy về lấy đi. Chạy về lấy đi. Chú cứ chơi đây nhá. Khoảng độ 10 phút nữa thì tiến hành. Cái này chúng tôi không biết là người lao động chân tay không có đủ tiền là mua không? Không, cũng giá cũng không đến nỗi cao lắm đâu bác ạ. Về cái này em cũng đã làm chương trình cho các anh ở đây trong cái thời gian từ 5-6 năm trở về trước rồi. Đã gắn bó với nhau rất nhiều rồi. Bác hỏi các anh ấy chứ. Em cũng như bác là những người đến đây để chiêm ngưỡng thôi mà. Vâng, mỗi anh có một cây siêu mini này. Cây này của em tên là cái gì anh nhỉ? Đây cái gì? Đây cây này cái trang phúc kiến và cái này cái sao hương. À. Đúng là siêu mini luôn. Vâng. Siêu mini luôn. Đấy. Long bấm nháy kiểu anh nè, ở góc nó có bấm nháy kiểu anh nè. Cứ để đấy, vừa quay vừa bấm nháy luôn. Ok. Vâng, sau khi chúng ta quan sát cái tổng quan của cái buổi trưng bày giao lưu hôm nay, tôi xin giới thiệu với anh em chúng ta Phiêu Du Bonsai, người sáng lập chính là anh Huy. Vâng, xin chào, vâng, người ạ. Xin chào anh Huy. Dạ vâng, vâng. Ngày hôm nay thì là Phiêu Du Bonsai rất là hân hạnh tổ chức cái chương trình này, một cái chương trình offline nhỏ nhỏ vâng. Để làm sao mà tạo ra một sân chơi thật là bổ ích cho những người yêu cây cối ấy. Và chúng em tổ chức cái sân chơi này là hàng tháng để là anh em tới mỗi người mang một hai cây đến để mà chia sẻ giao lưu cũng như là có những cái kiến thức mà trao đổi với nhau làm sao mà cho cái ngành công nghiệp bonsai của Việt Nam phát triển hơn. Và cùng với đó thì là em xin giới thiệu là những cái thành viên trong ban tổ chức là em này, bonsai bạn Quý Cây Nhật và bạn Phan Minh Tùng là người sáng lập, còn đây là thành viên ban tổ chức là anh Chiếm Bonsai, anh Phạm Quang Đại và anh Hoàng Đinh Mạnh. Đấy, vâng, những cái thành viên trong hội chủ vườn này. Hoạt lại bọn giao lưu chia sẻ cây cảnh bonsai đúng không? Và cả chú xin cảm ơn Huy nhá. Vâng, và bây giờ Huy đã giới thiệu 6 thành viên là trong cái phụ trách nhóm. Vâng. Những người sáng lập này, người ban tổ chức này. Ban tổ chức xin phép cho Đỗ Sinh chụp một kiểu ảnh. Dạ vâng, okay. Để Đỗ Sinh làm cái ảnh bìa cuốn video đầu tiên mà đến với các bạn, đến với Bonsai Garden. Vâng. Thế là chụp với em kiểu ảnh để làm ảnh bìa. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh chụp một kiểu ảnh mang tính chất kỷ niệm với nhóm 6 người. Người đó là nhóm đã sáng lập và đã tổ chức ra cái buổi giao lưu lần thứ nhất ngày hôm nay. Và chương trình sau này cứ mỗi tháng một lần là các anh sẽ tổ chức. Còn ngày thì chưa ấn định đúng không anh? Tuần đầu tiên của tháng. À, vào cái ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng. Rồi. Vào Đỗ Sinh chụp nhá. Vâng, xin cảm ơn các anh. Và Đỗ Sinh cũng có một cái đề nghị luôn thế này này. Khi đến đây tôi thăm cái mô hình của các anh này tôi rất là hài lòng. Vâng. Và cảm thấy rất vui. Đấy, các anh bắt đầu đến đông dần và có thể thời gian một tiếng đồng hồ nữa có ghi là kín người ở đây luôn. Bởi vì tôi thấy nhiều anh gọi điện đến tôi hỏi thăm lắm. Hôm nay chú có xuống chỗ này chỗ kia không? Tôi bảo có. Đấy, tí chúng cháu kéo đến. Thế thì đây là cái mô hình các anh đang cho Đỗ Sinh hình thành dần trong đầu đi. Bởi vì hết cái năm dương lịch này sang đầu năm dương lịch của 2024 ấy, thì tôi có cái mô hình là bonsai trên sân thượng ở phố Thái Hà, Hà Nội, quận Đống Đa. Thì các anh cũng sẽ giúp đỡ Đỗ Sinh
chắc chắn rồi ạ. Ít nhất là cũng mỗi tháng một lần. Dạ vâng. Để chúng ta, các anh là chủ nhật đầu tháng đúng không? Vâng. Thì tôi là chủ nhật cuối tháng. Quá tuyệt vời. Tôi có ý định là từ ngày 25 đến 30 hàng tháng, trong 5 ngày cơ. Vâng. Đấy. Quá tuyệt vời. Và cũng giao lưu với hình thức như thế này. Vâng. Đấy, cố gắng là anh em chúng ta và chú cháu mình duy trì đều đều nhá. Cảm ơn chú đã chia sẻ những cái thông tin quý báu cho những anh em đam mê để có thêm triển lãm được những cái. Đó là cái mong muốn rất nhiều của những người chơi bonsai khu vực nội thành. Bởi vì cái diện tích họ không thể chơi những cây hàng cẩu, chơi những cây 4-5 người bê được, mà người ta chỉ có đến 1-2 người bê thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Đây, chú Đỗ Sinh vào đây. Đấy. Đâu, anh chú Quý, đấy, anh Quý lại có cái chương trình gì đây? Tất cả những cái thứ bao đất này ở đây không? Đấy, à, đây rất nhiều bao đất. Bao đất này hôm nay là trên ban tổ chức sẽ là tặng ngẫu nhiên cho những anh em đến đây chơi, là mỗi người một bao này. Đấy, vâng. về làm quà. Tuyệt vời rồi. Bao đất Nhật Bản đấy. Cả còn vâng. Rất là nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Đấy, còn nhiều các sản phẩm khác nữa. Đây là đều để là làm các phân bón và chất dinh dưỡng của Nhật Bản là vâng, hôm vâng. Nay là sẽ là mà dạng tuýp hết đấy. Đúng rồi ạ. Cao cấp đấy. Rồi. Hôm nay là sẽ là dành những cái món quà như thế này để tặng anh em hôm nay đến đây là họp fan. Tuyệt vời quá nhỉ. Những anh em là đam mê bonsai. Tuyệt vời. Rồi. Tuyệt vời. Thì là rất tuyệt vời. Buổi hôm nay là buổi đầu của cái buổi phiên họp ngày hôm nay, nhưng mà bọn cháu muốn tổ chức là mỗi một tháng một lần vào đầu chủ nhật đầu của mỗi tháng. Ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật. Tuần đầu tiên của mỗi tháng. Trong đấy, tháng. Vâng. Rồi, nhất trí. Đấy. Ok. Rất là hay mong quá mọi rồi. Người hưởng ứng. Tuyệt vời rồi. Và hôm nay chúng ta không thể không nói đến một số những cái tác phẩm rất là đạt đến đỉnh điểm. Đó là hàng bonsai Nhật Bản đã có mặt ở đây để cùng hòa nhập với anh em những cái tác phẩm mà bonsai trong nước. Đấy. Bởi vì ở đây để các anh xếp xen kẽ cả những cây bonsai Nhật Bản và những cây bonsai của Việt Nam chúng ta đang sở hữu tạo tác lên. Tôi sẽ chia sẻ theo từng cái dãy bàn với cái số điện thoại các anh đặt trên tác phẩm để chúng ta cùng nhau giao dịch. Và cuốn video này mang tính chất là phóng sự giới thiệu chung. Tôi xin khép lại tại đây để mời các bạn chúng ta thưởng thức tiếp ở những cái cuốn video sau, chia sẻ một cách tỉ mỉ, chi tiết từng tác phẩm với cái góc độ, với cái góc nhìn của Đỗ Sinh, để các bạn xem video có thể cảm nhận được một cái tác phẩm nó đẹp như thế nào. Với cái số điện thoại và cái thẻ các anh ban tổ chức đã làm rất cẩn thận treo trên từng tác phẩm, chúng ta có thể căn cứ vào đó để giao lưu với chủ nhân của những cái tác phẩm. Và bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video thứ nhất đến với nhóm bonsai các anh được tổ chức. Địa chỉ là 161 Trần Hòa. 161 đường Trần Hòa. Vâng. Và quận Hoàng Mai. Thành phố Hà Nội.